món bánh mì bơ tỏi phô mai béo ngậy, khiến cả mạng xã hội điên đảo suốt một tháng nay, cứ xuất hiện chỗ nào là từ trăm cho đến nghìn like. Nhất là ở thời điểm hiện, tại nhiều chị em phải ở nhà làm việc, nên lại càng có hứng thú vào bếp làm món bánh mì béo thần sầu này. Ai cũng biết bánh mì là một trong những món ăn quốc hồn, quốc túy của người Việt từ một ổ bánh mì thôi, đã có thể chế biến ra bao nhiêu là món từ mặn đến ngọt, từ cao cấp cho đến bình dân, cho nên nếu nói về độ sáng tạo để chế ra những món ăn mới từ bánh mì thì thật sự là nhiều đến vô tận điển hình như thời gian gần đây chẳng biết từ đâu mà hội chị em ở trên mạng đã bắt đầu lan truyền nhau món bánh mì bơ tỏi với hình dáng tròn tròn bóng bảy cùng trăm lời giới thiệu cực kỳ hấp dẫn nào là bánh mì style hàn quốc vừa có bơ lại còn thơm mùi tỏi bên trong phô mai cứ gọi là ngập ngụa béo mặn ngọt thơm chan hòa đủ cả nên chẳng mấy chốc món bánh mì này bắt đầu trở nên nổi tiếng khắp mọi các trang dạy nấu nướng, làm bánh với hàng trăm thậm chí lên tới nghìn like. Cũng, tại thời điểm này, nhiều chị em thường xuyên làm việc, tại nhà, để tránh dịch, nên càng có hứng thú. Vào bếp nhân tiện thử luôn món bánh nhìn thôi. Đã hấp dẫn này, và rồi kết quả đa phần rất thành công, nếu không nói là rất đẹp về mặt hình thức. Thậm chí có người làm thành công xong lập tức mở luôn một loạt order đặt hàng online với mức giá giao, động từ 80 đến hơn 100k, cái và hầu hết những nơi nào bán đều cực kỳ cháy hàng nhờ sự lan tỏa từ cộng đồng mạng cũng như việc truyền miệng lẫn nhau không chỉ trên facebook món bánh này còn làm điên đảo hội đam mê chụp ảnh trên instagram ầm bởi khả năng lừa tình dễ hút hồn người xem từ bớp vỏ bánh bọc bơ bóng loáng cắt ra bên trong thì phô mai trắng mịn trông cực kỳ ngon mắt tuy nhiên về nguồn gốc chính xác của món bánh mì bơ tỏi phô mai này hiện vẫn chưa có quá nhiều thông tin chỉ biết nó xuất phát đầu tiên là từ hàn quốc hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại